mày. Ui, sao mày không đi? Ui, cái gì đây? Mày mua nó phỉ, nó mày đồng có hề à? Ra nó trong này à? Ui, phải nó trong này rồi kìa bơi. Trong này. Mấy con nữa nó phỉ phỉ, chúng mày đánh nhau không ạ? Ok, ui. Ui, nhiều lắm chưa này? Ngá nhẹ nhàng xuống. Nhẹ nhàng thôi. Ui, bắt hồ mang trước đi. Nhiều vậy. Ui, là con này. Cầu đuôi đi em ơi. Tỉnh chưa? Không biết con gì. Ui, con cặp long chúa rồi. Mày. Công ơi, cầm cái túi đây đi. Cầm túi đây. Ok, ui, nhiều rắn chưa này? Ngá nhẹ nhàng xuống. Nhẹ nhàng thôi. Ui, bắt hồ mang trước đi. Nhiều vậy. Ui, là con người này. Cầm đuôi đi em ơi. Kinh chưa? Ui, trời rắn luôn mọi người. Quá trời, cặp nòng người. Ôi sao nó đi chung với nhau hả cậu ơi? Đi chung với nhau rồi. Đây là cái này nó chui trong đấy ở rồi. Mày như. Quá trời rắn luôn. Quá trời luôn anh em. Kinh thật. Kinh khủng thế nhỉ. Ôi, đang đuôi. Đang quyện với nhau này. Quyện kìa. Đang quyện kinh chưa. Sợ anh ơi. Sợ chưa. Quá dã man rồi. Hai anh ơi. Kinh thật. Ui, kinh. Bắt hổ mang vào túi. Đâu đừng mong vậy nhỉ. Đây. Kinh. Ui, kinh thế. Đây các bạn, cẩn thận đấy. Chờ bỏ đây kìa. Đâu, anh em bình tĩnh, em cứ bình tĩnh đi. Để tôi ra đây không chạy đâu được. Quát làm sao được. Đây rồi. Ui, nó ở trong cái chỗ cảnh đúng không ạ? Cứ nhả nha mà làm. Mấy cân một con. Ui, nhiều rắn nhá. Kéo hết cái đuôi của con lở đã ở ra trong này.
con này trắng trắng này, to đây. Có chết nó lên đây. Bỏ lại đây. Rồi. Mấy con đâu ơi? Ba con rồi. Giả xế nhất con này. Phải to đi. Quỷ lưu lắm đấy. Ghê lớn quá. Con này dài quá, dài nhân. Con này to đấy. Dài hơn hết. Cái nào bật lên đường đi. Úi giời, nó bỏ khó, nó bỏ khó, nó nhìn người nó bỏ khó. Đúng rồi. Ghê hồn chưa. Trời ơi. Rồi. Ui, vừa phải túi vào đi. Túi vào đi. Nó ngoài lên kìa. Tùy chưa. Ui. Đóng cặp đông luôn. Này, nắm rắn quá trời rắn luôn. Đấy, toàn toàn nó vào, toàn nó vào. Ui. Này. Sợ ghê. Rồi, thả ra đây. Ui. Đúng rắn đầy tinh. Đúng chưa? Ai ngờ nó chui trong cái chậu cảnh này nó đẻ con không ạ? Nó đẻ chắc nó đẻ ra nhỉ? Đẻ ra một đàn ấy. Nó đẻ ra một đàn ấy. Nó đẻ ra một đàn luôn. Đàn luôn. Này hôm qua em thử cái trên xem. Rắn này rắn gì vậy? Con này con cặp long. Cặp long long ấy, cặp long chúa. Cặp long chúa đấy. Đèn cũng vàng. Đấy anh em đứng gọn hết ra đi. Ghê hồn chưa? Ghê hồn thế nhỉ? Đấy, thấy chưa? À. Quá gây hồn luôn. Này cắn chết người không ạ? Con này cắn chết luôn. Sống chưa được. Ừ, gạt đấy. Này mọi người xem này. Gây hồn chưa? Đây. Quá nhiều đúng mọi người nhá. Sao nó cứ quặn quặn nó toan toán như kiểu cái dây sừng nó nhảy không nhảy. Gây hồn thế. Kinh chưa? Ui nó cứ quốc cong 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 người cả nhỉ. Sợ thật chứ quấn với nhau không sợ tỏ luôn. Nhảy. Ui giời, cẩn thận nhỉ. Đấy. Chuẩn bị nó quấn cái quả bóng rồi không? Xếp vào nhau vậy nhỉ? Xếp vào nhau, đan vào nhau. Xếp vào nhau vậy nhỉ? Có để bỏ vào túi đi. Bỏ từng con vào túi. Bỏ túi. Con này dài hơn con rắn hổ mang không ạ? Dài hơn chứ. Nhưng mà bé hơn. Nha. Để con này vàng dài. Con này vàng đẹp như công nhỉ? Ngồi với các bạn này đi đâu mà kéo nguyên cả đàn cả đống đi luôn nhỉ? Nhiều. Nhìn vàng đẹp chưa? Rắn nở theo đàn mà. Rắn nở theo bầy đàn mà. Thật đi. Giống nó phải có bầy có đàn. Khi nào nó trắng là nó kéo vào cả đàn nó trắng luôn. Có chứ. Có rắn báo thù đây. Ê, kéo về nhà báo thù lại. Này, người xem. Cô này to chưa đi. Ừ, mấy con đấy có mấy con đi. Mấy con bố mẹ nào. Còn con vàng ươm mượt nhỉ. Bụng ơi, bụng vàng đi. Bóng chưa? Mua cái bụng nữa kìa. Bụng tú tú ở cái bụng nó vàng ươm. Ấy. Bóng thật. Vàng ươm mà. Con chân kìa. Còn con nữa chân kìa. Còn sót con. Con này to ấy nhỉ? To đi. Con này to nhất đàn luôn đấy. Ui hết rồi. Ui hết rồi. Đấy đi mọi người nhá. Thì sau một hồi anh em đã bắt được cái ổ rắn đây rồi mọi người nhá. Thì giờ anh em xin kết thúc video đây. Mọi người xem là cái video của anh em mình nhớ like chia sẻ và đăng ký kênh của anh em nhá. Chào mọi người nhá.